Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại mình đang ở trên thành phố biên giới là thành phố Lạng Sơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem một số quang cảnh. Ở đây là ở trên bảo tàng của thành phố Lạng Sơn. Hiện tại mình đang ở khu vực bên ngoài các bạn ạ. Trời rất khá nắng nóng. Ở đây có một chiếc pháo từ thời chiến tranh để lại ở đây. Chiếc pháo này thì mới được sơn si lại các bạn ạ, để chống han gỉ. Thời tiết hiện giờ là đang rất nắng nóng các bạn nhé. Đấy, mình cho các bạn xem khẩu pháo thần công của ngày xưa này các bạn này. Hiện tại đang được trưng bày tại bảo tàng của thành phố Lạng Sơn các bạn nhé. Trời rất nắng nóng. Đây có một cái móc kéo rất to này. Và ở đây là có cái bệ. Cái bệ này là đã xây được xây sẵn lên rồi các bạn ạ. Để tới này sẽ chuyển cái bệ pháo đặt lên đây để trưng bày các bạn nhé. Ở đằng sau này là rất nhiều hàng trà đá này các bạn này. Đây rất nhiều hàng quán trà đá được dựng ở vỉa hè. Đây là bệ được xây sẵn và kia là họng pháo. Đây mình ra đây mình cho các bạn xem cái pháo thần công của ngày xưa, không biết từ năm bao nhiêu đây. Đây là cái thước ngắm này các bạn này. Đây nha, ngắm từ đây sang bên kia nhá. Còn là xa xa phía bên kia là bầu trời của Trung Quốc các bạn nhá. Trung Quốc chỉ cách với mình là một đoạn đường, không còn quá xa nữa đâu các bạn ạ. Ở đây có thể nhìn nhìn thấy những cái cột phát sóng của đất nước bạn, nhưng mà xa quá, nhìn bằng mắt thường thì thấy, nhưng qua hình ảnh của camera thì không không thấy các bạn nhé.